Chị ơi, khách hàng lại hỏi tiếp, muốn mở spa Serapi bên mình thì cần mặt bằng như thế nào? Đối với tập đoàn Serapi hiện nay đã có hơn 500 cơ sở spa trên khắp cả nước thì quy định về mở mặt bằng cũng không quá khắt khe, nhưng mà lại là tư vấn cho mọi người làm sao để có một cái mặt bằng hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Đối với mặt bằng kích thước tối thiểu nó sẽ rơi vào khoảng tầm 20 mét, bởi vì đây là tập đoàn theo mô hình kinh doanh spa vừa và nhỏ, nên là các bạn có thể mở từ 20m đến 50, 70 đến 100m. Tuy nhiên vì mô hình chuỗi spa vừa và nhỏ nên tập đoàn sẽ tư vấn làm sao để cho bạn hiệu quả nhất. Và đương nhiên cái mặt bằng đấy nó còn phải phụ thuộc vào cái việc là khu vực mà bạn lựa chọn để mở spa là khu vực dân cư như thế nào. Và cái điều này được tập đoàn đánh giá cực kỳ chặt chẽ để làm sao ạ? Để cái cơ sở đó có thể đáp ứng được nhu cầu của toàn bộ cái cư dân sinh sống ở cái khu vực đó. Ví dụ như tại Hà Nội thì bạn có thể mở spa với một cái quy mô lớn hơn bởi vì dân cư rất là đông, đặc biệt là các khu vực như là chung cư. Nhưng ở các cái vùng quê, ví dụ như mỗi một xã một cơ sở thì nó khác đi một chút. Đó là gì ạ? Bạn chỉ cần mở spa với một cái số vốn nhỏ thôi, từ 50 triệu với cái mặt bằng từ 20 mét thôi, đã có thể phục vụ dân cư trong cả một thôn, một xóm hoặc là một cái thị trấn nhỏ rồi. Nên là mặt bằng như thế nào thì sẽ được tư vấn rất là chi tiết để làm sao vừa túi tiền, vừa với cái khả năng kinh tế ở khu vực dân cư đó, vừa với mức sống và cái lượng dân cư sống trong khu vực. Nên là bạn hãy inbox để được tư vấn chi tiết hơn, giúp đỡ bạn có thể trở thành các chủ spa kinh doanh hiệu quả nhất nhá.